Thầy tung, tớ hứng. Chào anh Tí, anh Tèo. Hai anh đi cày sớm thế. Anh quái lên tỉnh à? Sao cả tuần chả thấy anh ra đồng? Làm ruộng vất vả lắm. Tôi sức yếu, không làm mãi được. Tôi đi làm người hầu cho cậu Tin nhà phú ông đây. Cậu ấy tuyển người hầu mà như tuyển trạng, tôi may lắm mới được chọn đấy. Chúc mừng anh, đi hầu cậu Tin thì sướng hơn đi làm đồng rồi. Chủ đi đâu mình theo đó, không phải dãi nắng dầm mưa ngoài đồng. Khi nào anh về, bọn mình lại tụ tập chè chén nhé. Các cậu ở lại mạnh giỏi nhé, tôi mà về thì thế nào cũng tìm gặp các cậu. Nghe nói cậu Tin chuyên môn bịa chuyện, nói khoác, thường bị người nghe vặn lại, nhiều lúc xảy ra cãi nhau đấy. Nhà cậu ấy lại chả thiếu thứ gì, cậu ấy phải tuyển người bẻm mép, nhanh trí như cậu quái, làm người hầu cặp kè bên cạnh là đúng rồi. Phải thế, để khi cậu ta cao hứng nói khoác, còn có người đỡ lời cho chứ. Cũng phải, mà chả biết cậu quái chịu được bao lâu đây. Này, tôi kể cho lão nghe chuyện này. Tối qua bão to, gió lớn lắm, đến nỗi cái giếng nhà tôi bị thổi bay sang nhà lão Quách mất rồi. Phét lát, làm gì có chuyện lạ kỳ như vậy. Dạ dạ, đúng đấy ạ. Chả là cái giếng của nhà cậu tôi ở sát hàng rào với nhà lão Quách. Tối hôm qua, cơn bão thổi hàng rào đổ dạt sang nhà cậu tôi. Thế chả đúng là cái giếng nhà cậu tôi sang vườn lão Quách à. Thế thì nói làm gì? Thằng này khéo, hôm qua ăn nói được. Phải thế chứ, không thì phí cơm gạo nhà tao à. Cậu quá khen, phận tôi tớ thì phải biết đỡ lời cho chủ chứ ạ. À? Bây giờ mình đi đâu về cậu? Đi đến quán rượu gặp lũ bạn đồng môn của ta, liệu mà đối đáp nhé. Vâng ạ. À. Hôm qua tôi đi ăn cỗ nhà họ Cao. Tôi thấy lão Cao bắt được một con cánh cam mà trên đầu nó có miếng thịt bò xào. Đại láo phép, làm gì có chuyện như vậy được. Dạ, cậu tôi không phét lác đâu. Chả là hôm qua cậu tôi đi ăn cơm ở nhà ông Cao, mâm cơm dọn ở ngoài sân cho mát. Đang ăn dở bữa thì tự nhiên có một con cánh cam rơi xuống đĩa thịt bò xào. Ông Cao nhanh tay bắt con cánh cam ra. Khi nâng con cánh cam lên thì có miếng thịt bò xào mắc ở đầu nó. Vậy cho nên cậu tôi nói thế là đúng và có lý lắm đấy ạ. À. Có thế mà phịa ra như chuyện ở hành tinh nào ấy. Thì chẳng phải là con cánh cam có miếng thịt bò xào trên đầu là gì? Này mỏ, bao giờ thì thi đấu Phật đấy? Dạ, bẩm cậu, nửa canh giờ nữa hả? Thế cũng còn lâu nhỉ? Tôi có chuyện này kể cho mọi người nghe đây. Chuyện của anh thì nghe làm gì cho nó ngứa nhỉ? Thì cứ nghe đã. Mọi người có biết nhà tôi mới mua một cái màn có thể che kín cả làng, không con muỗi nào có thể vào được. Hả? Phét lát thì cũng phải vừa vừa thôi, làm gì có cái màn nào như thế? Sao lại không? Nghe thằng quái nhà tôi giải thích cho mà nghe này. Tôi... Sao không nói gì thế? Mọi hôm mày nhanh mồm lắm cơ mà. Rõ là tốn cơm. Những lần trước thì tôi còn bẻ mép hứng đỡ được, chứ lần này phát lát quá độ thế thì tôi xin lạy bố, lạy cả hai tay. Đã bảo mà, nói phét cho lắm vào. Bản chất không thể thay đổi. Con sói kìa, chạy mau con bị sói bắt bây giờ. Không, đừng chạy, tôi chỉ muốn chạy đến chơi với các cậu thôi mà, đừng chạy. Sao không có ai chịu chơi với mình?
mình đâu có ý định làm hại họ. Sói, cậu đi đâu mà lại mang cả hành lý thế kia? Tôi định rời khỏi nơi này. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đấy. Tại sao thế? Tôi thấy khu rừng này rất đẹp mà. Ừ, khu rừng này rất đẹp. Nhưng ở đây, mọi người đều căm ghét tôi. Không ai muốn chơi hay nói chuyện với tôi. Đã vậy, con người và chó săn thường làm tôi bất an. Tôi lại không có ba mẹ, họ hàng bảo vệ. Tôi cũng muốn chạy nhảy, muốn chơi đùa vui vẻ với thỏ, với khỉ, với chim. Nhưng khi tôi đến gần thì họ đều sợ hãi. Tôi thấy rất cô đơn. Thế cậu định đi đâu? Tôi sẽ đến một khu rừng khác. Ở đó chẳng ai biết tôi. Con người tốt bụng, chó săn hiền hòa. Tôi sẽ sống vui vẻ với họ, giống như người một nhà vậy. Tôi nghĩ cậu không nên đi. Chỗ khác thì cũng giống như ở đây mà thôi. Tại sao cậu nói vậy? Thế tôi hỏi cậu, khi cậu đến đó, thói quen và cái răng nanh của cậu có ở lại đây không? Cái gì? Tôi chưa từng nghe ai nói phải để lại thói quen và cái răng nanh của mình cả. Đây đều là những thứ cha mẹ sinh đẻ, sao có thể bỏ lại được? Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải thay tim, nhổ hết răng đi à? Tuyệt đối không thể, tôi phải mang cả chúng đi. Tại sao lại phải để lại chứ? Bởi vì thói quen của anh rất xấu, thường nghĩ đủ mọi cách trộm cừu, dê của con người. Cây răng nanh của anh rất nhọn, thường cắn đứt cổ các động vật khác. Vì vậy, mọi người đều sợ anh, căm hận anh. Nếu như anh chỉ thay đổi môi trường xung quanh mình mà không thay đổi tật xấu của bản thân, vậy thì hoàn cảnh khó khăn của anh vẫn sẽ không thay đổi. Cậu cũng giống bọn họ mà thôi. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tốt nhất là anh cứ ở lại đây. Còn nếu anh muốn đi, thì anh phải suy nghĩ lại xem bản thân mình sai ở đâu, từ bỏ những thói quen xấu. Thì lúc đó, mọi người sẽ chơi với anh thôi. Ngươi không phải dạy khôn ta. Thói quen, tính cách của ta thì có gì xấu chứ? Có ngươi mới là đồ xấu, đồ độc ác. Ta sẽ đi nơi khác. Ta sẽ kết bạn với muôn loài. Ta sẽ làm bạn với loài người. Ta sẽ dẫn bạn ta đến đây để cho ngươi lát mắt. Chạy đi, sói đến kìa. Nhanh lên, không bị sói vồ bây giờ. Mình đã làm gì đâu. Mình chỉ muốn đến gần làm quen thôi mà. Chạy nhanh. Mình thấy đói, ước gì có quả chuối kia lót dạ. À, có cách rồi. Đúng là bản chất không thể thay đổi được. Mình không được làm vậy, mọi người ở đây sẽ ghét mình mất. Hy vọng hôm nay chúng ta đi săn được nhiều. Ừ, lâu rồi chúng ta không săn được con mồi nào. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ gặp may mắn. Có người rồi, để xem con người ở đây có khó gần và đáng sợ như ở bên kia hay không. Ôi, có sói. Súng đâu? Bắn nhanh lên không nó lại chạy mất. Con. Người kế vị ngai vàng. Dạ thưa bệ hạ, người không nên lo nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Khanh bảo không lo sao được. Ta giờ cũng đã già yếu rồi, không đủ sức để cai quản đất nước được bao lâu nữa. Giờ có lẽ cũng đã đến lúc phải tìm một người kế vị rồi. Dạ, nhưng thần nghĩ việc này rất khó, thưa bệ hạ. Bệ hạ không có hoàng tử nối dõi, vậy phải làm sao ạ? Số ta hẩm hiu, không có một mụn con nào. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi. Ta nghĩ sẽ chọn một trong những đứa trẻ trong vương quốc làm con nuôi, rồi sẽ bồi dưỡng để sau này thành người kế vị. Chọn một đứa trẻ dân thường làm người kế vị, điều đó liệu có được không ạ? Được rồi, ta sẽ có cách. Tất cả những đứa trẻ trong vương quốc, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, mỗi người sẽ nhận được 3 hạt giống hoa. Trong 2 tháng, ai trồng ra được những bông hoa đẹp nhất, người đó sẽ được chọn làm người kế vị trong tương lai.
Thằng nhóc bẩn thỉu kia ở đâu ra mà cũng đòi mơ làm người kế vị chứ? À, cái thằng kéo xe thuê ở chợ ấy mà. Trồng mấy hạt hoa này thì có gì là khó chứ? Mình sẽ chăm cho cây hoa này thật là đẹp. Sao hạt giống của mình không thấy nảy mầm nhỉ? Có thể mình để ngoài hiên không hợp. Từ giờ mình sẽ để trên cửa sổ này. Nhiều nắng ấm, có thể nó sẽ dễ mọc hơn. Đã đến kỳ hạn rồi mà hạt hoa của mình vẫn không nảy mầm. Sao lại như vậy nhỉ? Mình đã chăm sóc rất cẩn thận rồi. Lạ quá. Không biết mọi người khác thế nào nhỉ? Mình phải ra xem mới được. Hoa của mình đẹp chứ này? Cũng đẹp, nhưng hoa của mình còn đẹp hơn. Chắc chắn đức vua sẽ thích hoa của mình. Hoa của các bạn ấy thật là đẹp. Hay là mình đi mua một chậu hoa khác thay thế? Không được, như thế thì mình sẽ thành kẻ nói dối. Không thể làm như vậy được. Vì sao cháu không mang hoa đi nộp mà lại ngồi đây? Hoa của cháu không nảy mầm. Cháu đem đi nộp thì được tác dụng gì cơ chứ? Cháu đã rất cố gắng chăm chút cho nó, nhưng... Mặc dù hoa của cháu không nở, nhưng cháu đã cố gắng hết sức và cháu phải cho mọi người biết điều đó. Hãy mang chậu hoa của cháu đến đó, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Thưa hoàng thượng, người xem, chậu hoa này đẹp quá. Chậu hoa kia còn đẹp hơn nữa ạ. Thật không ngờ những hạt giống người cho đó lại ra nhiều giống hoa đẹp đến thế ạ. Thưa hoàng thượng, hàng ngàn chậu hoa đẹp đến vậy do các cậu bé gieo trồng. Lẽ nào không chậu hoa nào lọt vào mắt người? Đúng vậy, tất cả đều không đúng ý ta. Này, cậu bé đến đây làm gì vậy? Dạ, cháu đến đây dự thi. Chậu không hoa mà cũng dự thi sao? Cậu định phá bỉnh đấy hả? Đi, đi ngay ra khỏi đây. Có chuyện gì đằng kia vậy? Bẩm hoàng thượng, có một cậu bé trồng hạt giống không ra hoa mà cũng đòi vào dự thi. Thần đang đuổi cậu ta đi ạ. Khoan hãy đuổi, gọi cậu bé đó lại đây cho ta. Ồ, cậu bé, đây là chậu hoa của cháu sao? Dạ thưa, đây là hoa của cháu. Cháu đã chăm sóc rất cẩn thận, nhưng nó không nảy mầm. Cháu cũng không hiểu tại sao. Ta đã tìm thấy người thích hợp để kế vị rồi. Chính là cậu bé này. Sao? Sao ạ? Sao lại là cậu bé này? Sao lại như vậy chứ? Không thể nào. Đúng vậy, hoa của nó có nảy mầm được đâu mà lại được chọn làm người kế vị. Mọi người hãy nghe đây. Những hạt giống hoa ta phát cho các người đều đã được nấu chín. Vậy sao có thể nảy mầm được chứ? Tất cả các người đều lừa gạt ta. Chỉ có cậu bé này là người thật thà nhất. Đó là lý do ta chọn cậu bé này làm người kế vị. Sự thật thà luôn đơn giản, nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự thành công của mỗi người. Tự tìm cách giải quyết. Chà, đường này ngon phết. Mà lại vắng nữa chứ. Hey, hey. Hả? Trời ơi là trời. Sao đường đang đẹp mà lại có cái ổ voi này? Chết con rồi, trời ơi. Bánh xe ngập hết nửa già vào bùn thế này. Sức mình làm sao mà lôi lên được chứ. Mà cái con đường quái quỷ này,
chẳng thấy một bóng người là sao? Trời thì nóng như thiêu như đốt, đành chờ xem có ai qua thì nhờ kéo lên vậy. Mấy tiếng đồng hồ rồi mà chẳng có cái xe nào đi qua là sao? Sao số mình đen đuổi thế? Trời hại ta rồi! Thượng đế ơi, xin ngài hãy giúp con thoát khỏi cảnh này. Trời ơi, thượng đế ơi, thượng đế, xin ngài hãy giúp con. Nhà ngươi thật đáng thương. Ôi, thượng đế, tạ ơn người đã nghe thấy lời cầu cứu của con. Xin người hãy cứu giúp con, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Với điều kiện, người phải tự tìm cách trước. Dạ vâng, xin người chỉ bảo, con sẽ làm ngay ạ. Trước tiên, người hãy cầm cuốc xẻng, xúc bớt bùn đất xung quanh bánh xe, đập vỡ những viên đá chàn vào bánh xe. Sau đó cào bằng đoạn đường cạnh hố bùn. Nếu nhà ngươi làm xong những việc ấy, ta hứa sẽ giúp phần còn lại. Vâng, con sẽ làm ngay ạ. Thế này chắc là được rồi. Thượng đế ơi, con đã làm đúng như những gì ngài nói. Giờ ngài hãy thực hiện lời hứa của mình, giúp con lôi chiếc xe lên khỏi vũng bùn đi ạ. Được thôi. Bây giờ, con hãy thử thúc ngựa chạy xem sao. Dạ vâng, con làm ngay ạ. Con cảm ơn ngài, ngài thật là cừ. Không phải do ta đâu, mà chính nhà ngươi đã tự làm điều đó đấy chứ. Ngươi hãy nhớ, khi gặp khó khăn, đừng vội nghĩ đến chuyện cầu xin sự giúp đỡ từ người khác, mà trước tiên phải tự động não suy nghĩ, tìm cách giải quyết những việc có thể làm được. Một bí quyết thành công. Ừ, xin lỗi, anh cần gì ạ? Tôi là phóng viên của báo New York. Tòa soạn tôi đã có hẹn phỏng vấn với ngài Jim. Vâng, mời anh theo tôi. Mời vào. Chào ngài Jim, rất hân hạnh được gặp ngài. Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Ngài có thể bớt chút thời gian giúp tôi viết bài về chuyện một con đường thành công của tòa báo được không ạ? Tất nhiên rồi. Thưa ngài, ngài là một trong những nhà lãnh đạo tài ba của Hoa Kỳ. Ngài có thể chia sẻ cho chúng tôi biết con đường mà ngài đã đi qua để có được vị trí như ngày hôm nay được không ạ? Để có được như ngày hôm nay, con đường tôi đi cũng rất gập ghềnh và đầy trắc trở. Năm tôi lên 10 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra. Ông lỡ bỏ bố mẹ con tôi ra đi sớm thế. Lắm rồi, sao mẹ chưa ngủ? Ừ, mẹ phải đan nốt để mai giao cho người ta. Nhà ta đã không còn mẫu bánh mì nào nữa rồi. Từ mai con sẽ nghỉ học, con sẽ đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Con trai bé bỏng của mẹ, con thì làm được gì chứ? Không, con sẽ đi làm ở mỏ quặng. Thằng Trách nói mỏ quặng của chú nó nhận cả trẻ con làm việc. Tôi bắt đầu lao vào làm việc như điên ở mỏ quặng để kiếm tiền. Được 5 năm,
thì tôi chuyển sang bán hàng cho một cửa hàng thành cao. Công việc ở đây cũng đỡ vất vả và kiếm được nhiều tiền hơn, nên tôi bắt đầu đi học lại. Ban ngày tôi đi học, buổi tối tôi đi làm. Khi tôi bước vào năm cuối cấp 3, mẹ tôi đột nhiên ốm nặng, việc học lại bị bỏ dở một lần nữa. Vậy là ngài chưa học hết cấp 3. Nhưng tôi nghe nói ngài đã được 4 trường đại học danh tiếng trao tặng học vị danh dự. Đúng thế, nhưng khi còn học trong trường, tôi đã tham gia câu lạc bộ của những chính trị gia trẻ tuổi. Tôi đã tổ chức những buổi diễn thuyết và may mắn được sự chú ý của những nhân vật đặc biệt. Đặc biệt? Ý ngài là... Tôi được hiệu trưởng của 4 trường đại học nổi tiếng nhất Hoa Kỳ để ý. Họ đều rất thích bài diễn thuyết của tôi và quyết định tặng tôi học vị danh dự. Từ đó, tôi chính thức bước chân vào Quốc hội và trở thành thành viên cao cấp trong Đảng Dân Chủ. Sau một thời gian hoạt động, tôi đã trúng cử chức Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Quả là không dễ dàng. Ngài có thể tiết lộ bí quyết để thành công được không? Làm việc một cách chăm chỉ. Ngài đừng đùa với tôi chứ. Vậy anh cho rằng bí quyết của tôi là gì? Tôi nghe nói ngài có thể gọi đúng tên của hơn 1 vạn người bạn. Không, anh nhầm rồi. Không phải 1 vạn, là hơn 5 vạn người. Năm vạn người? Đúng vậy. Tôi có thói quen, mỗi khi quen biết ai thì sẽ tìm hiểu thật rõ về tên, hoàn cảnh gia đình, công việc và lập trường chính trị của người đó. Để khi gặp lại, dù đã rất lâu, nhưng tôi vẫn có thể tự tin vỗ vai và gọi tên người đó, hỏi chuyện về vợ con, công việc. Trời ơi, thật vậy sao? Đúng thế. Ví dụ như hôm nay, tôi biết tôi đang được gặp gỡ với anh Alexis Genesov, phóng viên chuyên viết về chính trị tờ New York. Anh đã có một số bài điều tra được công chúng rất quan tâm. Quả là rất đáng khâm phục. Việc ghi nhớ tên người khác có ích rất nhiều cho công việc cũng như trong cuộc sống. Nó thể hiện sự trân trọng và tôn trọng của bạn dành cho người đó. Đó cũng chính là bí quyết của tôi. Vâng, rất cảm ơn ngài vì cuộc trò chuyện này. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!